Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa dông cực đoan vẫn đang tiếp diễn ở Bắc Bộ. Trong đó, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Đặc biệt là riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ thì cần đề phòng mưa rất to với lượng là từ 70 đến 120mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung trong sáng nay và lặp lại vào lúc chiều tối. Cảnh báo mưa dông sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp bởi sang đến ngày 15, ngày 16 tháng 5 thì do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn xuống, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cũng như là ngập úng tại khu vực trũng thấp. Về nhiệt độ, trong hôm nay, do trời còn có nắng gián đoạn nên mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 28 đến 31 độ. Từ ngày 15 tháng 5 thì mưa dông gia tăng, nhiệt giảm, trời chuyển mát với mức nhiệt chỉ còn dao động trong ngưỡng là 27 đến 29 độ và còn tiếp tục giảm thêm trong ngày thứ hai đầu tuần tới. Với khu vực Trung Bộ, trong hôm nay, mưa dông cũng xảy ra rải rác ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt là 32 đến 33 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nắng với nhiệt cao 33-34 độ. Nắng cũng là thời tiết chính trong cả ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng là từ 30 đến 32 độ. Còn với khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 33 cho tới 35 độ. Về chiều tối thì mưa rào và dông xuất hiện cục bộ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong hôm nay có gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, mưa rải rác vài nơi khiến cho tầm nhìn dao động ở mức là từ 4 đến 10 km. Bản tin thời tiết sáng ngày 14 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.